bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Dogili Pet Shop. Thì hôm nay để bắt đầu chuyên mục chăm sóc thú cưng, Diễm sẽ chia sẻ đến các bạn cách để mà tiêu diệt ve và bọ chét trên người các bé cưng của mình một cách đơn giản, dễ làm và tiết kiệm. Thì đây cũng là vấn đề mà nhiều bạn đã hỏi mình rồi, cũng là vấn đề mà các bạn hay gặp phải khi nuôi các bé cưng của mình, đó chính là ve và bọ chét. Để tiêu diệt chúng thì có rất là nhiều cách. Bạn có thể đưa bé đi tiêm nè, cho bé uống thuốc, xịt thuốc hoặc là sử dụng các loại sữa tắm đặc trị ve gần, và cuối cùng là nhỏ gáy để cho các bé. Thì hôm nay Diễm sẽ chỉ cho các bạn cách cực kỳ đơn giản nhất, đó chính là nhỏ gáy cho bé. Và đây là sản phẩm Diễm muốn giới thiệu đến mọi người, thuốc nhỏ giọt ngoài da trị ve bọ chét cho chó. Thì bên trong hộp này sẽ có 5 cái tiếp nhỏ như thế này. Đối với các bé mà từ 10kg trở xuống thì mình sử dụng một lần chỉ một cái ống nhỏ như thế này thôi. Đấy, xong rồi mình sẽ xé phần cái phần này đi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nhỏ gáy cho bé cún của mình đang bị ve nha. Sau khi mình đã cắt cái đầu rồi, xong mình sẽ nhỏ vào đây. Đây là gáy của em, mình sẽ ngay cái điểm mà chữ V chỗ này nè, mình sẽ nhỏ vào đây, dạch ra cái phần da để mình nhỏ vào, chứ đừng nhỏ cho cái chỗ lông thì nó uổng thuốc lắm. Đây, mình sẽ nhỏ vào đây. Mình nhớ là mình chỉ nên nhỏ vào một chỗ thôi, sử dụng và nhỏ vào duy nhất một chỗ. Tại sao là mình phải nhỏ vào gáy của nó? Tại vì ở đây thì bé nó không có liếm được, và nhớ là khi mà nhỏ xong thì mình phải vứt cái này đi để không bé không có liếm và cắn phải cái này. Đối với những bé mà tầm trên 10kg hơn thì mình sử dụng 2 ống. Và bạn nhớ là cái ống thứ hai cách ống thứ nhất là nửa gang tay như thế này. Những bé mà sử dụng 2 ống thì bạn nên đeo thêm cho bé cái vòng này để mà giúp bé chống liếm. Đây là cách đơn giản dễ làm nhất mà bạn có thể sử dụng để mà trị ve bọ chét trên người các bé cưng của mình. Đây là sản phẩm rất là dễ tìm. Bạn có thể đến ngay các địa chỉ của Dogili Pet Shop, thì Diễm sẽ để địa chỉ ngay bên dưới để các bạn có thể đến tham quan và mua sắm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về video của Dogili nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.